Vị vua có xuất thân mờ ảo nhất trong lịch sử. Có rất nhiều điều lý thú về cuộc đời của Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ, người khởi dựng ra nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Lý Thái Tổ là vị vua có xuất thân mờ ảo nhất trong lịch sử. Chỉ biết mẹ ông là người họ Phạm. Trong một lần đi chùa ở Tiêu Sơn, bà đã cùng một người thần giao hợp rồi có mang, chứ không biết cha ông là ai. Sau này khi lên ngôi, ông truy phong cha mình là Hiền Khánh Vương. Sách Đại Việt Sử Lược có chép, ông có một người anh trai sau khi được phong Vũ Uy Vương và một người em trai sau khi được phong Dực Thánh Vương, chứ không hề nhắc đến người cha của Lý Công Uẩn.